Đầu tiên của Dancing Light trò này ra mắt vào năm 2016 bởi TNT Game. Đây là trò chơi 2016 cuối cùng. Ok, bây giờ mình không lung tung liên thuyện nữa, bây giờ mình sẽ vào chơi luôn cái với cái màn The Piano. Sau mình sẽ chơi The Big và bản Dance của Piano. 3, 2, 1 chơi.